Giới thiệu mọi người, đây là máy khoan hố trồng cây, động cơ 2 kỳ xăng pha. Đây là mình đang lắp cái mũi 200. Sang bên khoan đậy, bên này đất thổ nhưng mà nó mềm hơn. Hey. Tơi phết nhỉ. Cái này nó phải được tầm 40 còn gì nữa. Cái này là 40 50. Này phải được tầm 50. Nếu mà anh trồng keo thì chỉ cần 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 nửa này thôi, xong rồi lấp. Chả cần thì nó dễ đâm đi nhanh hơn. À, phát nữa nhỉ. Thử máy. Vâng. Vâng, đào cột đầu tiên. Thank you.
cứng, đá xít đấy. Đất này đất hơi cứng. Đất này thuộc đất xít rồi. Đất xít đấy. Khỏe phết nhỉ. Đất đồi thì không không vướng đá thì thoải mái. Này, dạ. Cô lấy túi phần nhá. Vâng vâng. Cô trả tiền mẹ rồi. Dạ dạ vâng. Đào cái này đào cột chôn bê tông được anh. Vâng. Vác lên. Có thế là 2 mét làm lỗ. Cái này mà đóng căng là cũng được tầm 50 phân anh ạ. Hơn 50 ấy. 60. Có tính tầm này mà dí căng. Nhưng mà dí xuống dưới em thấy hơi tức tức tay ấy nhỉ. Mà nó vướng cảm cái này nữa. Thì nó đất phải chắc phải kéo đất lên. Vâng, lúc mình ấy là mình phải hơi nhấc lên. Rút lên. Tháo ra cho vậy vào túi. Bóc hộp. Đây phụ kiện nó đây. Phụ kiện đi theo máy ấy. Một cái tháo buji, một cái chốt. Ốc ếch cả lê, một cái pha nhớt, pha xăng hết. Cho vào cái này nhé. Mỗi người giữ một bên gì anh? Cái kia hai người nó lại thiết kế của khác anh. Anh bảo lấy cái một người. Nhưng mà hai người giữ vẫn được mà. Một tay bóp đây, một tay kia. Nhưng mà cái này một người thì cần. Không cần hai người. Hai người cũng tha hồ. Thôi thôi. Mũi 20 được rồi anh nhỉ? 20 này là ngon rồi. Như trồng keo thì mũi đẻ hơn. Mũi trăm thì bằng nửa cái này. Nó chỉ yếu nó khoét bằng mấy cái lưỡi này. Cái này để nó xoắn đất nó bắn lên thôi. Chủ yếu là mấy cái lưỡi này, hai cái lưỡi này. Lưỡi này xong rồi lấy lưỡi của lưỡi sới châu vàng. Lúc nào nó mòn cho lưỡi sới châu vàng rồi. Sới cho vàng vào hàn lại. Này về chắc phải đính lại. Có máy hàn đính lại tí. Không cần cái đấy. À nó hàn vệt đây rồi. Đây ở đằng sau này. Đơn giản nhỉ. Em mà mẹ đào khỏe.